Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình trao đổi nhanh khỏi nghỉ nghỉ giải lao vì tôi cũng có bận việc thôi. Làm nhanh nghỉ sớm, giờ là 1:30, 1:35, cố gắng 1 tiếng hơn, 1 tí mình nghỉ. Và bây giờ bài này thì tôi cũng chỉ nói qua một số anh chị, không biết anh chị nào đã làm nhiều ở khớp gối chưa. Tôi nói là chủ yếu là cái đánh giá phần sau sau phẫu thuật này, chủ yếu tôi đánh giá phần dây chằng thôi, còn các cái vấn đề về xương chêm rồi tôi cũng đề cập trong bài này. Trong các cái vấn đề về dây chằng mà đánh giá tái tạo thì thông thường chủ yếu chính vẫn là dây chằng chéo trước anh chị. Bởi vì thường mà người ta nói rằng khi mà mình khâu nối trực tiếp sau sau đứt dây chằng á, thì cái khả năng lành nó thấp, cho nên thường người ta sử dụng mảnh ghép. Để mà bởi vì nếu chúng ta không tái tạo thì lâu ngày nó sẽ dễ gây ra các biến chứng như là thoái hóa khớp, viêm, tổn thương rách sụn, vân vân, các cái tổn thương biến chứng khác của khớp. Thì thông thường người ta nói là nếu mà mình khâu trực tiếp thì cái mức độ lành nó kém, cho nên thường người ta sử dụng mảnh ghép để tái tạo. Mảnh ghép thì chúng ta thường có hai mảnh ghép, có thể là mảnh ghép tự thân hoặc là không phải tự thân anh chị. Cái việc lựa chọn mảnh ghép có thể là mảnh ghép tự thân, không tự thân, mảnh ghép gân khoeo hay mảnh ghép bánh chè vân vân, thì nó tùy thuộc vào các cái xu của các nhà phẫu thuật. Chúng ta có mảnh ghép không có tự thân, tức là ưu điểm á, thì là thường là tần suất thấp nó bị sơ hóa và thời gian phẫu thuật nó ngắn. Nhược điểm của nó thì giá thành nó cao và số lượng thì nó hạn chế hơn. Cho nên thường thường thông thường thì người ta sử dụng là mảnh ghép tự thân nhiều hơn anh chị, vì nó nhiều và nó sẵn có, và được xem như là tiêu chuẩn, thường là ưu thế để trong trong lựa chọn mảnh ghép, thì người ta sử dụng mảnh ghép tự thân. Chúng ta có hai loại thường sử dụng, đó là mảnh ghép gân khoeo và mảnh ghép người ta gọi là mảnh ghép bánh chè anh chị. Thì trong cái mảnh ghép bánh chè này thì cái cấu trúc của nó là gồm có xương, cái gân bánh chè ở phần trung tâm và cái gân và xương, như vậy hai đầu là xương, ở giữa là cái phần gân bánh chè. Chúng ta có thể gọi đó là mảnh ghép bánh chè hoặc và mảnh ghép gân khoeo. Đối với mảnh ghép bánh chè, đây được xem như là cái mảnh ghép chuẩn anh chị. Thường người ta lấy thường người ta lấy ghép lấy từ một phần ba giữa của gân bánh chè. Có hai cái đầu tận, đó là cái xương của cực bánh chè và của cái lồi cầu xương chày, lồi lồi xương chày gì. Và khi người ta ghép thì người ta sẽ sử dụng cái đinh vít để khâu lại theo cái đường hầm của trục chày chày đùi, theo cái trục đường hầm của chày đùi. Thì như vậy cái mảnh ghép của nó ở giữa là gân hai đầu, là hai cái miếng xương chị. Do đó đương nhiên khi chúng ta lấy mảnh ghép thì nó sẽ có gây ra những cái biến chứng của tại mảnh ghép, ví dụ các cái tổn thương của tại gân bánh chè, có thể thoái tendinosis của bánh chè, hay các tổn thương đứt gân, hay các cái tổn thương xương của cái vị trí mình lấy mảnh ghép. Ngoài ra người ta cũng có thể sử dụng mảnh ghép gân khoeo. Anh chị biết là chúng ta gân gân khoeo thì thường người ta sẽ lấy từ phần xa của cái gân thon và gân băng gân của một bên. Chỗ cái gân thon, cái thon thì nó chạy, anh chị biết rồi, nó chạy ở mặt trong. Băng gân thì phía sau đùi thì nó bám chỗ vào phía phía mặt của đầu xương chày, đầu trên xương chày, và người ta sẽ lấy cái mảnh gân ở vị trí của gân thon và gân cơ thon và gân cơ băng gân phía ngoài ngoài cùng của chỗ cái bám rồi chày, là chúng ta có băng màng thì như cái chỗ mà cái gân chân ngỗng như vậy. Bởi vì nó không có là xương, bởi vì cái mảnh ghép này nó không phải là xương nên kỹ thuật giữ chặt nó sẽ khác so với cái mảnh ghép của bánh chè. Em chị, đây là cái mảnh ghép bánh chè, chúng ta có ở giữa là phần gân và hai cái đầu là xương chị, còn đây là mảnh ghép của gân khoeo. Khi mà ở trẻ anh chị, khi mà chúng ta tái tạo thì xương chưa phát triển, cho nên là chúng ta cần khi tái tạo thì chúng khi mà sử dụng mảnh ghép thì chúng ta cần phải cẩn thận về phần này, chú ý cái phần địa sụn anh chị. Ở đây anh chị, mũi tên này là đóng cái đĩa phát triển ở vị trí của tái tạo, vị trí tái tạo của cái dân chấm ở những cái đứa trẻ mà chưa phát triển hoàn toàn. Tương tự như vậy, đây là cái phần đĩa sụn phát triển. Vấn đề chính quan trọng là chúng ta đánh giá mình ghép sau khi tái tạo anh chị, thế nào là chúng ta có một cái hình ảnh bình thường của mảnh ghép sau tái tạo. Chủ yếu chính vẫn là mảnh ghép của dây chằng chéo trước. Như vậy thường là tùy thuộc mảnh ghép thời gian phẫu thuật, thì thời gian phẫu thuật khác nhau, nhưng mà thông thường thì người ta tính trong vòng khoảng trước 12 trong vòng 12 tháng. Thường thường theo một số tài liệu thì người ta nói là
thường sau 12 tháng thì coi như mình ghép là khả năng là phục hồi hầu như hoàn toàn. Nhưng mà những cái bài nghiên cứu sau này thì đôi khi một số bài người ta vẫn nói rằng có thể kéo dài tới 24 tháng anh chị. Sau 24 tháng thì mình ghép cái tín hiệu nó mới bình thường, giống như là một cái dây chằng bình thường chỉ sau thời gian. Nhưng mà thông thường thì 12, cho nên nguyên tắc giả sử anh chị đọc, giả sử thông thường bệnh nhân nó vô nó, anh chị sẽ gặp tình huống lâm sàng thì bệnh nhân nó được phẫu thuật tái tạo dây chằng trước rồi, thường nó tự động nó đi tái khám giả sử, hoặc là bệnh nhân nó đi tái khám lâm sàng thì bác sĩ lâm sàng họ cũng ít không cho chụp. Thông thường một số bệnh nhân nó vô giả sử nó mới đi chụp, nó mới mổ khoảng 6-7 tháng gì nó đi chụp, nhiều khi nó vô nó chấn thương lại anh chị, cho nên nhiều khi chúng ta phải thường là bệnh nhân nó vô, ví dụ nó tái tạo xong nó bình thường mới 4-5 tháng, nhiều khi bác sĩ lâm sàng thì cái này tùy thuộc bác sĩ lâm sàng thì có thể họ cũng cho chụp kiểm tra đó anh chị. Mà thông thường tôi gặp nhiều thì bệnh nhân nó vô là bởi vì trong quá trình nó phục hồi bệnh nhân nó té lại anh chị, bởi vì nhiều khi cái gối nó chưa vững, bệnh nhân nó vô nó chấn thương lại thì cho nên cái vấn đề chính là cái vấn đề khi mà đánh giá lại một cái bệnh nhân nó chụp lại sau kiểm tra giả sử mới 4-5 tháng, khi mà cái mảnh ghép nó chưa hoàn toàn lành đó, thì cái vấn đề chính đó là cái mảnh ghép là do nó đang hoàn thì nó chưa lành hay là do cái tổn thương mới nó xảy ra anh chị. Nhưng khi thông thường cái một số cái mà anh chị không có gặp không có chắc chắn, anh chị phải hỏi lâm sàng, anh chị hỏi mổ tái tạo bao lâu đó, để mình đánh giá cái tín hiệu của mảnh ghép. Những cái tín hiệu đó là tín hiệu của không biết sao mà phải admit, không hiểu, không tự động. Như vậy mảnh ghép cứng khoeo thì tín hiệu của nó sẽ có những cái bó sợi tín hiệu sập ở bên trong mảnh ghép anh chị, và còn mảnh ghép thì tín hiệu của mảnh ghép của bánh chè thì thường nó đồng nhất hơn anh chị. Đây là một cái mảnh ghép của đây là một tín hiệu mảnh ghép mà gân khoeo mà mảnh ghép của bánh chè anh chị, tín hiệu nó khá đồng nhất sau khi nó lành. Và một tín hiệu của mảnh ghép gân khoeo thì thường nó có vài cái dải sọc anh chị, và dải sọc bên trong mảnh ghép nó không được đồng nhất như mảnh ghép của gân khoeo. Tương tự như vậy anh chị, đây là cái mảnh ghép của và mảnh ghép gân khoeo. Thông thường thì thường ngay sau phẫu thuật thì mảnh ghép nó không mạch máu nên tín hiệu thấp kính chụp sung. Nhưng mà giai đoạn 4-8 tháng, giai đoạn cái đoạn mà khi đó nó hồi phục thì nó sẽ tái tưới máu. Cho nên nếu những cái giai đoạn này anh chị bơm thuốc vào nó cũng sẽ bắt thuốc anh chị. Và sau 12 tháng thì người ta coi như là thông thường thì người ta gọi là tái lập dây chằng hoàn toàn. Cho nên tín hiệu cái đoạn mà 4-8 tháng này nó khó anh chị, bởi vì nó tín hiệu nó sẽ đồng nhất bởi vì đó là giai đoạn lành sẹo. Còn giai đoạn này người ta xem như 12 tháng là giai đoạn gần đúng không? Thì, tuy nhiên anh chị một số tài liệu mới 29-20 người ta cũng nói có thể là lên tới 24 tháng, thường sau 24 tháng tín hiệu nó hoàn toàn chị, nó mới là tái tạo tín hiệu gần như là tín hiệu hoàn toàn của mảnh ghép anh chị. Ở cái mảnh ghép bánh chè thì đôi khi chúng ta có thể thấy được một cái ít dịch nhỏ khu trú giữa các bó sợi khi sử dụng cái mảnh ghép và của gân khoeo anh chị, thì đó là bình thường anh chị. Còn mảnh ghép bánh chè thì chúng ta thường là không thấy, còn anh chị sẽ thấy đôi khi có một cái lượng dịch nhỏ ở bên trong mảnh ghép gân khoeo. Đương nhiên khi mà dùng mảnh ghép bởi vì chúng ta có sử dụng hai đầu sứ đinh vít, cho nên nhiều khi nó sẽ có sào ảnh khi mà dùng cụ cố định, khi chúng ta khoan chặt ở hai cái đầu đùi chạy thì nó sẽ có dụng cụ của kim loại nên nó sào ảnh. Đây là một cái tổn thương của bệnh nhân có đứt dây chằng trước anh chị, và đây khoảng anh chị thấy sau tái tạo khoảng 8 tháng vân vân thì cái phần tín hiệu này nó không được đồng nhất anh chị, và nhưng mà nó không có, vừa có tín hiệu của dây chằng bình thường và tín hiệu và còn tăng cái sự lành sẹo nó chưa hoàn toàn, nhưng mà chúng ta sẽ thấy vẫn còn sự liên tục rất là rõ của dây chằng và mảnh ghép. Tương tự như vậy anh chị, đây là một tín hiệu nó mảnh ghép nó đập về tín hiệu giống như một cái dây chằng bình thường anh chị, và đây là sự lành sẹo tốt anh chị. Giống như hồi nãy tôi nói rồi anh chị, đôi khi nó có thể kéo dài tới 18-24 tháng sau khi mình ghép anh chị. Ví dụ đây là một hình ảnh bệnh nhân 5 tháng sau anh chị,
7 tháng, 9 tháng anh chị thấy phần tín hiệu của dây chằng cho trước đó không đậm nhất anh chị. Trên hình ảnh T2 anh chị, như vậy mới sau 9 tháng thì cái phần tín hiệu, cái sự liên tục của mảnh ghép nó vẫn còn, nhưng mà cái tín hiệu của nó chưa phải là tín hiệu của dây chằng giống như tín hiệu của cho sau anh chị. Tương tự như vậy, đây là hình ảnh sau 1 năm anh chị vẫn thấy cái phần tín hiệu của dây chằng cho trước. Sau 16 tháng rồi đấy anh chị, tín hiệu của nó vẫn chưa được hoàn toàn như tín hiệu của một dây chằng. Và đây là một ca ca đó sau 2 năm anh chị, sau 2 năm nhân này khoảng 3 năm anh chị, 3 năm thời điểm 3 năm, 3 năm rưỡi và 3 năm 3 4 năm thì tín hiệu của nó về tín hiệu như một cái dây chằng đồng nhất. Cho nên thông một số bài nghiên cứu sau này thì có thể người ta gặp những cái ca thường sau 2 năm thì hầu như nó trở về còn là cái giai đoạn 1 đến 2 năm, nhiều khi nó cũng chưa hoàn toàn trở về tín hiệu của dây chằng. Tương tự như vậy, đây là bệnh nhân mới 6 tháng thì giai đoạn này giai đoạn tăng tái tưới máu, cho nên anh chị bơm thuốc vào nó có thể bắt thuốc anh chị, đương nhiên tín hiệu của dây chằng lành sẹo nó không đồng nhất. Như vậy thì vấn đề chính là chúng ta sẽ đánh giá các cái, những cái thay đổi thế nào sau phẫu thuật tái tạo của ACL anh chị, và chúng ta sẽ gặp các biến chứng tức là các cái thay đổi mà chúng ta sẽ gặp khi mà đánh giá một cái phim MRI của bệnh nhân sau tái tạo dây chằng chéo, dây chằng anh chị. Những biến chứng chúng ta hay gặp nhất là đứt cái mảnh ghép anh chị. Chúng ta một trong những cái biến chứng mà chúng các cái biến chứng về không vững của khớp gối hay các biến chứng về hạn chế vận động anh chị. Chúng ta có thể gặp các cái biến chứng không vững, dù có thể là đứt mảnh ghép anh chị, căng cái mảnh ghép hay là mở rộng cái đường hầm mà chúng ta tái tạo anh chị, hay các cái biến chứng về bắt kèn va chạm mảnh ghép anh chị, các cái biến chứng mà gây hạn chế vận động giống như là các biến chứng về bắt kèn mảnh ghép hay các cái thể lưu ở trong khớp hay tổn thương sơ khớp anh chị. Như vậy đầu tiên gặp một số biến chứng mà gây không vững khớp gối là chúng ta hay gặp, nhất là nó đứt mảnh ghép anh chị. Có thể bệnh nhân sự lành sẹo không tốt, nó có thể tiêu cái mảnh ghép, hoặc có thể bệnh nhân nó chấn thương lại, nó đứt cái mảnh ghép anh chị. Hoặc là bệnh nhân nó có tình trạng nó căng cái mảnh ghép, hay là một cái tình trạng mở rộng của đường hầm. Như vậy anh chị, đây là một cái tình trạng sau bệnh nhân sau phẫu thuật mảnh sẹo, bệnh nhân ngoài cái chuyện dịch các cái túi hợp dịch vân vân, thì đây là một tình trạng chúng ta không còn thấy cái phần phía cái đường hầm phía chạy anh chị, nó mất liên tục. Và bệnh nhân này nó có tình trạng nó cái đứt cái mảnh ghép anh chị, hay là bệnh nhân nó có thể có sự bệnh nhân có thể nằm di lệch xương chày. Những cái bữa rồi chúng ta học cái bài khớp gối thì anh chị có thể kẻ cái đường draw a line từ bờ sau bên này và bờ của xương chày trên 5 ly thì có thể có sự di lệch của xương chày ra trước anh chị. Tương tự như vậy anh chị, đây là một cái biến chứng của bệnh nhân có thể đây là 10 tháng, 11, 14 tháng chị, bệnh nhân có tổn thương nó đứt cái mảnh ghép chị, nó tái đứt lại của cái mảnh ghép sau tái tạo chị. Đạt 15 tháng chúng ta không thấy được sự liên tục của dây chằng mảnh ghép. Bệnh nhân này nó có nó đứt cái mảnh ghép tái tạo chị. Tương tự như vậy anh chị, nó đứt, đây là cái mảnh ghép của dây chằng trước nó đã bị đứt, chúng ta không còn thấy. Nên như vậy một trong những cái biến chứng mà sợ là bệnh nhân nó mổ nó tái tạo xong nó đứt lại, người ta gọi là đứt lại re-rupture anh chị, đứt lại của dây chằng, mà anh chị sẽ thấy bác sĩ lâm sàng hai cái đứt lại mảnh ghép anh chị. Một cái biến chứng thứ hai làm cho khớp gối không vững sau khi tái tạo dây chằng đó là tình trạng nó căng cái mảnh ghép anh chị. Như vậy cái mảnh và người ta nói rằng tình trạng cái biến chứng mình nó căng mảnh ghép này thì thường chúng ta gặp nhiều khi chúng ta sử dụng cái mảnh ghép gân khoeo nhiều hơn so với cái mảnh ghép của bệnh trẻ. Đây là một hình ảnh anh chị thấy nó bút lên nó quằn cái phần mảnh ghép này, nó quằn. Bình thường đây là chúng ta có đường lúc mê sắc và cái đường của dây chằng kéo thường nó thẳng vậy. Bên này cái anh chị thấy nó đường anh chị nếu mà kè cái góc của dây chằng kéo và mảnh ghép và cái góc của lumen sắc thì cái này nó thường nó trên 15 độ rồi anh chị. Như vậy cái hướng đi của cái dây chằng cho trước và mảnh ghép này nó không còn được là một cái đường thẳng liền vậy, mà nó hơi bút lên, nó hơi quằn lại. Đây là một tình trạng nó căng cái mảnh ghép anh chị. Một cái biến chứng khác của tái tạo dây chằng kéo trước đó là tình trạng cái đường hầm của chúng ta nó bị mở rộng.
Thông thường thì người ta cho cái đường hầm khoảng 10 ly anh chị, và để mà chẩn đoán thân thông thường thì trên 13 ly là chắc rồi, chắc anh chị. Và thường thường mà trên bình thường thì người ta cho cái độ rộng của đường hầm là khoảng 10 ly anh chị, và thường trên đó thì người ta gọi là tình trạng nó mở mở rộng cái đường hầm ra anh chị. Đây là một trong những cái biến chứng anh chị cũng sẽ hay gặp ở trên trên hình ảnh anh chị. Chúng ta đo cái đường hầm, đây là cái đường hầm anh chị, đây là đường hầm phía chạy anh chị đo cái đường ngang này, thông thường thì người ta cho dưới 10 ly anh chị. Và như vậy đây là một cái tình trạng mở rộng cái đường hầm ra anh chị. Anh thấy đây là cái mảnh ghép, cái mảnh ghép này có vít thì chắc đây đây là cái mảnh ghép gân khoeo, mảnh ghép bánh chè anh chị. Và anh chị đo cái bình thường cái đường hầm của chúng ta nó gọn gàng hơn, đây nó đặt rộng cái đường hầm, chúng ta đo cái khẩu kính này thì đây là tình trạng mở rộng đường hầm phía chạy, nó sẽ gây tình trạng vững khớp gối không tốt anh chị. Một cái biến chứng mà đó là tình trạng không vững của khớp gối sau phẫu thuật tái tạo dây chằng kéo anh chị. Và một cái nhóm biến chứng thứ hai đó là biến chứng nó gây hạn chế vận động sau sau phẫu thuật anh chị. Anh chị trong bài khớp vai tôi đã sử dụng cái từ impingement anh chị, là chuyện bắt chẹn, cho nên tôi vẫn để vào đây hai cái là bắt chẹn và va chạm cái mảnh mảnh ghép anh chị. Cái hình ảnh này thì có thể là tôi sử dụng cái từ va chạm thì nó đúng hơn, bởi vì nguyên tắc tắt cái từ này á, thì tùy theo cái bệnh cảnh ở trên vai thì do cái đường ra nó bị thoát nó chèn lại, cho nên tôi sử dụng bắt chẹn. Còn cái chỗ này thông thường cái này là do nó va chạm, bởi vì nó có thể nó đụng chạm với chữ impingement này, cho nên cái này tùy tùy theo cái cách dịch thôi anh chị. Và một trong những kết hợp đường hầm nước sưng do cái đường hầm sưng chạy, thường cái này đường hầm sưng chạy anh thấy kỳ cũng có thể do cái mạch sùng chém nó bị vỡ, nó bong vào cái chỗ cái khớp, nó gây ra cái thể lưu trong khớp, hay là các cái biến chứng của các cái dụng cụ cố định vân vân, nó đi vào trong khớp nó gây bắt kẹt, hay đặc biệt là chúng ta sẽ gặp tình trạng sơ khớp này anh chị, tổn thương cyclop anh chị. Anh chị sẽ nghe các cái tổn thương cyclop trong cái nhóm tổn thương sơ khớp, và nó gây hạn chế. Đây là một trong những biến chứng mà chúng ta có thể nói gặp khá nhiều anh chị, mổ xong nó ra một cái cyclop nó gây kẹt cái khớp gối lại vận động cũng được anh chị. Đây là tổn thương sau phẫu thuật nó gây ra tình trạng bắt kẹt anh chị. Anh chị sẽ thấy sở dĩ nó xảy ra cái tình trạng bắt chẹn đó là do cái đường hầm nó lệch ra trước anh chị. Thế nào là thế nào, và nếu chúng ta không nhận biết được thì nó sẽ gây ra hư mảnh ghép. Tôi muốn nhắc đến anh chị đường lúa mé sắt, khi giải bài khớp gối tôi anh chị đọc cái khớp gối đương nhiên anh chị sẽ biết đây là đường đường lúa mé sắt, đó là cái đường hầm sưng chạy nó song song, tức là chỗ cái bờ sau cũng chỗ phần khuyết của cũng chỗ phần phần giang lược cầu phía sau anh chị, và nó hướng ra trước. Nếu mà đường hầm mình ghép ra trước thì nó sẽ dễ gây bắt kẹt, và hướng ra sau thì nó sẽ gây mất vững và di lệch của mình ghép. Đây là đường đường lúa mé sắt anh chị. Anh chị thấy từ từ cái phần sau của phần giang lược cầu anh chị, và đây là đường 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 lúa mé sắt anh chị. Và như vậy cái đường chúng ta sẽ có một cái đây anh chị. Như vậy đây là đường lúa mé sắt từ cái phần bờ sau của phần phía sau của phần giang lược cầu, và đây chúng ta sẽ có cái đường này là đường đường của dây chằng kéo trước anh chị. Như vậy người ta gọi đây là cái góc như vậy cái góc này là cái góc của dây chằng kéo trước và lưu bé sắt, và thường cái góc này nó sẽ gặp nhau ở phía trên, và góc này thường người ta cho dưới 15 độ anh chị, có sách thì nói 13 độ, có sách thì nói dưới 15 độ. Như vậy anh chị thấy đường lưu bé sắt và đường của ACL, đường của dây chằng kéo trước là nó như vậy. Hồi này chúng ta có cái hình nó bị buckling, nó bị oằn lại, thì anh chị thấy cái đường của dây chằng kéo trước này nó đã không được thẳng rồi, và như vậy nó sẽ mở rộng cái góc của lưu bé sắt vào này. Như vậy đây là cái góc để mà chúng ta đánh giá được. Như vậy người ta nói rằng nếu khi chúng ta giả sử như bệnh nhân nó có tổn thương bất thường thì người ta nếu như cái góc này mà nó gặp phía trên này thì gọi là âm tính anh chị, âm tính tức là nó bình thường anh chị. Và nếu như cái đường này nó mở ra thì cái giả sử như cái đường dây chằng trước đường hầm này nó bị di lệch, nó quằn ra, nó lọt, nó cong phía ra phía sau vậy, thì như vậy cái góc này nó sẽ bị về hướng phía sau anh chị. Và như vậy đó là người ta gọi là dương tính chị, dấu dấu góc của ACL và lưu bế sắc dương tính, có nghĩa là cái góc này nó đã
nằm về phía sau anh chị. Còn nếu nằm về phía trên vậy, nằm phía trên thì nó âm tính, tức là bình thường, và nó nằm phía dưới này thì nó sẽ bất thường cái góc của ACL và blue mesh anh chị. Đây là một trong những cái mà kinh điển với là quan trọng để mà anh chị đánh giá bất thường cái đường, bất thường cái hướng của dây chạy của đường hầm mình ghép anh chị. Như vậy anh chị có thể dựa vào đó để có thể đánh giá được cái phần bất thường. Ngoài ra một trong những cái quan trọng nữa là người ta đánh giá cái vị trí mà người ta cố định cái mảnh ghép anh chị. Thường người ta mảnh ghép ở vị trí không quá 75 độ so với đường khớp anh chị, thường dưới 75 độ so với đường khớp. Và anh chị ở gối phải thì cái đường hầm ở chỗ nằm ở chỗ đùi á, cái đường hầm mà nó cố định ở chỗ xương đùi là vị trí 10 tới 11 giờ. Còn ở gối trái thì đó là vị trí 1 tới 2 giờ anh chị. Cái này quan trọng để chúng ta biết là cái vị trí nó cố định cái đường hầm anh chị ở tại xương đùi anh chị. Và đương nhiên cái chỗ này là chỗ tiếp giáp với hố giăng của vỏ xương đùi phía sau rồi. Đây anh chị, như vậy cái góc này đây là cái vị trí của dây chằng anh chị. Như vậy cái góc này là dưới 75 độ anh chị. Đây là góc cho phép. Còn đây là anh chị thấy nó mở rộng ra anh chị. Và vị trí cố định này của gối phải này là vị trí khoảng 11 giờ anh chị. Vị trí 11 giờ như vậy đúng là vị trí của người ta cố định của đường hầm. Trong lúc cái vị trí của bám của cái chỗ mà chỗ đường hầm nối của dây chằng này nó bị thay đổi, nó lệch qua vị trí rồi anh chị. Nó vị trí ở 11, 12 giờ như vậy nó hơi lệch, cho nên anh chị thấy nó làm cái góc này nó rộng ra bất thường anh chị. Đây là vị trí nó sai lệch của đường hầm mình ghép anh chị. Đây là những cái mà khi chúng ta đọc phim chúng ta để ý đường góc blue mesh với ACL, vị trí của đường hầm 11 giờ và 21 2 giờ gối trái góc và so với đường khớp anh chị. Đây là các cái dấu hiệu mà anh chị sẽ đọc trên phim MRI anh chị. Tương tự như vậy anh chị, đây là vị trí của đường blue mesh anh chị. Đây là đường lũ mê sắc, đường tầng phía sau của khớp. Và như vậy anh chị sẽ thấy cái đường vàng anh chị nó đã chạy. Như vậy bình thường thì cái đường mà mình ghép nó sẽ nằm phía sau so với đường lũ mê sắc anh chị. Đường mà dây chằng mình ghép thì thường nó nằm sau một xíu so với đường lũ mê sắc anh chị. Giống như hồi nãy anh chị thấy nó sẽ nằm hơi sau so với đường lũ mê sắc anh chị. Còn cái này nó đã bị, đường này nó đã bị, đường hầm này nó di lệch ra trước so với đường lũ mê sắc. Không tốt anh chị, nó sẽ gây bất kẹt anh chị. Tương tự như vậy anh chị, có thể các cái tổn thương nó gây ra các tổn thương giống như cái gai xương anh chị, giống như một cái gai xương, một cái trong những cái tổn thương nó gây bất kẹt sau tái tạo anh chị, hay các cái tổn thương thoái hóa, hay là tổn thương không hoàn lành hoàn toàn, hay rách bản phần của các cái dây chằng của mình ghép anh chị. Tương tự đây là anthesophile khác của cái phần lùi cầu đùi anh chị, và nó sẽ gây cùng ra một cái tình trạng gọi là bắt kèn va chạm, nó va chạm với chỗ này thì thành cái dịch va chạm chỗ cái mình chép mình ghép vậy, nó gây hạn chế vận động anh chị, nó hình thành cái gai xương anthesophile ra và nó sẽ gây ra cái bắt kèn chèn. Một trong những cái tổn thương khác của phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước là anh chị sẽ gặp tổn thương sơ khớp anh chị. Anh chị hay nghe người ta nói tổn thương cyclop vân vân, đó là một dạng tổn thương sơ khớp anh chị. Đặc biệt thì anh chị thấy khi mà người ta làm cái đường hầm á, thì ngay vô cái dải mở dưới bánh chè hốc pha thì chúng ta sẽ thấy một cái đường bình thường, đó là cái đường giảm tín hiệu thấp, thì có chừng đó là cái đường bình thường do cái đường hầm mổ. Còn cái tổn thương mà ra một cái khối và nó gây, đương nhiên bởi vì tổn thương sơ rồi, anh chị biết em ra tổn thương sơ thì thường nó tín hiệu thấp trên các chuỗi sông anh chị. Tôi sẽ đưa cho anh chị để nó dễ hiểu hơn. Thế nào là tổn thương sơ khớp? Là một cái vùng khu trú của sẹo, gọi là tổn thương cyclop anh chị, thường nằm ở phần phía trước của khuyết giang lồi cầu. Nằm ở phía trước phần của khuyết giang lồi cầu anh chị, và nó sẽ sơ thì nó sẽ giống hình bầu dục và nó thấp trên các chuỗi sông anh chị. Chúng ta lưu ý rằng chúng ta có cái đường tín hiệu thấp trong dải mở hốc pha là do ống nội xoay khớp sau phẫu thuật đây anh chị. Đây
đây là cái đường đường các cái đường tín hiệu mở bình thường ở dạng Mohser, bình thường ở dạng mở Hoffa do cái ống nội soi khớp chị. Như vậy đây là chúng ta có cái dạng mở Hoffa anh chị, đây là dạng mở Hoffa anh chị, và đây là đường dạng sơ này là bình thường sau phẫu thuật anh chị. À, đây là dạng bình thường sau phẫu thuật. Còn đây là bất thường anh chị, đây là một cái tổn thương anh chị thấy một nguyên dưới cái phần dạng mở Hoffa anh chị. Đây chúng ta thấy có một cái mạng lớn, tín hiệu nó thấp cực xuống. Đây là bình, đây khả năng là cái này là dạng mở dạng bình thường của, đây là cái dạng bình thường này, đây là cái dạng bình thường dạng mở Hoffa do cái ống nội soi khớp anh chị. Còn đây là một cái mạng sơ arthrofibrosis sơ khớp, và đây là tổn thương cyclop anh chị, thấy một cái tổn thương một cái khối hình bầu dục cũng chụp cái phần khuyết giao lực cầu phía trước anh chị, ngay chụp vùng gần ngay dạng mở Hoffa, chúng ta có một cái khối tín hiệu bầu dục, tín hiệu thấp đen các chiều sông này, và đây là tổn thương cyclop anh chị. À, như vậy anh chị lưu ý rằng sau đây là đường dài tín hiệu bình thường do cái ống nội soi khớp ở vùng dài mở dưới Hoffa, dài mở Hoffa dưới bên chè, đây là bình thường sau phẫu thuật. Còn đây là cái tổn thương sơ khớp một cái mạng anh chị, và một trong những tổn thương dài sơ khớp đó là cyclop, đây là một cái khối bầu dục tín hiệu thấp, và những cái tổn thương này nó sẽ gây kẹt dễ vận động anh chị. Chúng ta gặp nhiều anh chị, cyclop này gặp nhiều anh chị. À, tương tự khác anh chị thấy đây là một cái tổn thương dạng mạng anh chị, một cái dạng mạng tín hiệu thấp đen anh chị, sau phẫu thuật của ACL, sau phẫu thuật của ACL anh chị, đây là một cái mạng để chúng ta có thể đọc, và đây là một cái tổn thương sơ khớp anh chị. Hay là tương tự như vậy, đây là một cái tổn thương cyclop anh chị, hay là tương tự đây là một cái tổn thương một cái khối bầu dục nhỏ ở ngay phần khuyết giao lực cầu phía trước anh chị, tín hiệu nó thấp, đây là cái tổn thương cyclop, tổn thương sơ khớp sau khi tái tạo của ACL. Đây là những cái tổn thương mà anh chị phải đọc, để ý đọc có thể là có hay không, nhưng mà cái đó là những cái tổn thương chúng ta phải để ý trên một cái phim MRI bệnh nhân có tái tạo dễ dàng, thì chúng ta phải đi tìm anh chị, phải đi tìm cyclop sơ khớp phải không. Một trong các cái biến chứng gây impairment, gây hạn chế trong gây hạn chế vận động của khớp sau phẫu thuật, đó là chúng ta sẽ thấy các cái thể lưu trong khớp anh chị sẽ gặp các cái thể lưu anh chị, tức là các cái thể mà tín hiệu nó thấp đen, cũng thấp đen trong khớp anh chị, có thể là do tổn thương nó cái sụn chêm nó di lịch vào anh chị và gây hạn chế vận động. À, tôi cũng gặp thể lưu trong khớp ở trên các cái bệnh nhân tái tạo anh chị, hay do các cái tổn thương sụn khớp nó bong ra anh chị, nó gây ra các cái thể lưu tín hiệu thấp ở trong khớp. Đây anh chị, đây là một cái dạng, đây là một cái mạng sơ khớp anh chị, mạng sơ khớp, và đây là một cái tổn thương dạng thể lưu trong khớp, cái này nó gần giống như cyclop anh chị, đây là một cái tổn thương, cho nên người ta sẽ có những phân biệt của thể lưu với tổn thương cyclop. Đây là một cái tổn thương tín hiệu thấp ở trong khớp, đây là tổn thương thể lưu ở trong khớp, nó sẽ gây hạn chế vận động. Ngoài ra chúng ta sẽ có gặp các cái chúng ta sẽ gặp một số các cái biến chứng khác của sau tái tạo của dây chằng. Ngoài ra chúng ta sẽ gặp các biến chứng sau tái tạo dây chằng cho trước, đó là tổn thương của dụng cụ cố định, bất thường của cái dụng cụ cố định. Anh chị thấy mảnh ghép patella, mảnh ghép bánh chè, anh chị sẽ có những cái dụng cụ cố định, và nó đương nhiên trên hình ảnh hồi nãy anh chị cũng thấy một số cái hình ảnh nó gây xào ảnh. Như vậy cái dụng cụ cố định này nó có thể gãy hoặc là nó di lệch anh chị, nó có thể gãy, nó di lệch cái dụng cụ cố định anh chị, có thể sai vị trí. Nó khi nó di lệch vào khớp thì nó có gây ra giống như cái thể lưu anh chị, tức là tùy theo cái vị trí nó, cái dụng cụ này nó có thể di lệch anh chị. Đây là cái vít anh chị, cái vít cố định nó đã bị di lệch anh chị, nó đã bị di lệch anh chị, hay là tương tự như vậy nó đã di lệch ra cái phần mô mềm mặt trong anh chị, dưới da mặt trong. Đây là tổn thương này nó đã bị di lệch anh chị, hay là cái tổn thương này giống như impairment vào ống chụp cái dây chằng bên ống chụp cái gân nhĩ đầu của chị. Đây là một cái tổn thương của impairment của cái phần của dụng cụ, hay là một cái bất thường khác của cái dụng cụ cố định chị, nó nằm ở chỗ cái phần khuyết giao lực cầu ngay chỗ sau cái mảnh ghép ACL chị, và đây là một cái phần dụng cụ. Như vậy đây là các cái dụng cụ cố định nó có thể nó sẽ gây di lệch anh chị, nó sai lệch cái vị trí do dụng lộ dụng cụ cố định. Tương tự như vậy anh chị, đây là tổn thương nó có thể là nó gây di lệch anh chị, cái tổn thương một cái tổn thương dụng cụ nó gây nhiễm trùng anh chị, và đây là các tổn thương nó gây ra, đây là một cái tổn thương khác, một cái biến chứng khác rách mình ghép.
để tổn thương dụng cụ cố định nhiễm trùng. Một cái một trong những cái biến chứng khác người ta gọi là hình thành hạch, anh chị. Cái này tôi cũng dịch, tôi cũng biết dịch nó có chính xác không, thì tôi dịch theo tiếng Anh vậy thôi, còn không có từ, bởi vì những cái bài này về tiếng Việt mình nó không có đâu anh chị. Cho nên một số ngôn từ mình, tôi thường hay nói mình không có thống nhất, cho nên thường mấy cái từ mà tôi thấy dịch nó hơi hơi cấn 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 là thường tôi để tiếng Anh bên cạnh vậy đó. Anh chị, người ta ở ngoài hình thành cái hạch, có thể nó xảy ra bên trong hoặc là cái cần mảnh ghép ở bên trong cái đường hầm anh chị. Nó có thể kết hợp với tổn thương nó lớn lớn cái đường hầm anh chị. Chúng ta có thể thấy được khi nó ra chỗ cái phần mô dưới da, chỗ giả sử những cái mặt trước của gối anh chị, và chúng ta có thể thấy được cái khối nó rờ được, nó có thể lồi vô trong khớp anh chị. Cái ganglion thì giống như chúng thì nó sẽ tổn thương giống như cyclop. Đây anh chị, đây là cái tổn thương, đây là vị trí của đường hầm của ACL anh chị, vị trí đường hầm của ACL, và đây là chúng ta thấy có một cái khối nó bất thường ở ngay vị trí trong mô dưới da, ở vị trí của cố định, và đây là cái tổn thương dạng khối, và đây là cái tổn thương người ta gọi là tổn thương hạch anh chị, giống như hình thành hạch, hay là tương tự như vậy. Đây là cái tổn thương, nhưng mà anh chị thấy cái tín hiệu hạch thì thường nó cao hơn, nó không giống như cái tín hiệu của sơ khớp, thường nó đen hơn. Và đây là một tổn thương ở bên trong khớp, ganglion hình thành bên trong khớp sau phẫu thuật anh chị. Và hồi này chúng ta cũng có một hình ảnh giống như cyclop, nhưng tín hiệu nó đen hơn anh chị, và nó cũng nằm trong khớp. Thể lưu thì thường nó cũng đen anh chị, hạch thì tín hiệu nó sẽ tăng tín hiệu hơn, trên T2 hơn so với thể lưu hay là cyclop. Đây là một cái tổn thương khác của vị trí của đường hầm mình ghép, và đây là hình thành hạch do phẫu thuật tái tạo ACL. Tương tự như vậy, khi hình thành nó sẽ có thể làm mở rộng đường hầm anh chị. Hồi nãy chúng ta đã nói bình thường dưới 10 anh chị có thể đo cái đường hầm này anh chị, có thể thấy được hạch có thể hình thành giống cái nang dịch phía bên trong cái đường hầm anh chị. Hồi nãy chúng ta có thể thấy phía ngoài hoặc phía trong, ngay có thể trong đường hầm anh chị. Đây là tín hiệu dịch bên trong cái đường hầm, nó gây ra mở rộng cái đường hầm anh chị. Tương tự như vậy anh chị. Tương tự như vậy anh chị, đây là chúng ta thấy nó mở rộng đường hầm và nó hình thành hạch. Hạch bên trong hình thành hạch of ganglion formation bên trong cái đường hầm anh chị. Đó là hai cái biến chứng mà chúng ta gặp. Đầu tiên đó là nó biến chứng của đứt mảnh ghép, căng mảnh ghép, hay là mở rộng đường hầm, hay là các biến chứng nó gây các biến chứng gây bất dạng, các biến chứng có thể lưu hay vân vân. Ngoài ra tại vị trí hay là di lệch dụng cụ, ngoài ra tại vị trí lấy mảnh ghép thì chúng ta cũng sẽ gặp các vị trí. Mấy bữa rồi chúng tôi có nhiều ca mà tôi cũng không có lấy, bởi vì tôi nghĩ bài này tôi mấy bữa nay tôi dạy nên tôi cũng không lấy dữ liệu cho mấy cái này. Tôi gặp nhiều chị, mấy cái tendinosis của patella chị, tôi nhớ cách đây khoảng mấy tháng, hơn tháng tôi có ca nó patella và tendinosis nó khá rõ. Như vậy tại vị trí mảnh làm ghép thì nó có thể gây tổn thương viêm thoái hóa của cái gân bánh chè anh chị, nó có thể đứt cái gân bánh chè, hay là bởi vì cái mảnh ghép của bánh chè thì có thể chúng ta có hai phần xương của bánh chè và phần xương của lồi cụ chày anh chị, nên các cái tổn thương xương đi kèm, còn nó có thể đó là những cái biến chứng, đó là những cái mà hay là cái tổn thương viêm khớp chè đùi vân vân, đó là các cái tổn thương tại vị trí mà chúng ta lấy mảnh ghép. Các cái tổn thương thoái hóa gân của bánh chè anh chị, người ta nói thường xảy ra trong năm đầu tiên sau lấy mảnh ghép anh chị, thì nó giống như tendinosis hay tendinopathy của các cái gân khác anh chị, thì nó cũng dày lên, nó tăng tín hiệu bên trong anh chị, và khi mà tín hiệu nó được lành hoàn toàn thì nó sẽ tín hiệu nó đen giống như cái gân hay là cái tín hiệu của dây chằng bình thường. Như vậy nếu sau 12 tháng mà chúng ta thấy cái phần gân đó vẫn còn dày và nó tăng tín hiệu giống như cái thoái hóa gân, anh chị thấy một cái thoái hóa nó dày, nó tăng tín hiệu gân trên gai vân vân, thì sau 12 tháng những cái vị trí lấy mảnh ghép chỗ vị trí của gân bánh chè anh chị, nếu chúng ta thấy còn dày, bình thường cái gân bánh chè thì có một số sách thì người ta cho bề dày khoảng dưới 5 ly, nhưng có số sách vợ thì nói 7 ly anh chị. Như vậy giả sử như anh chị đo chỗ cái gân bánh chè anh chị, gân bánh chè thường người ta cho là đây chị, đây gân bánh chè thường người ta cho dưới 7 ly đi anh chị, và nếu như cái chỗ này nó còn dày,
sau nó dài và nó còn tăng thêm thể dục, đó là một cái sau 12 tháng thì coi như là tăng dinosis gì, tăng dinosis của gương mặt trẻ, đó là trong những cái vị những trong những cái mà chúng ta sẽ gặp do tại vị trí chúng ở mảnh ghép của gương mặt trẻ anh chị. Đây anh chị có thể đo dày và nó tăng tín hiệu của còn một số bệnh nhân vô nó chấn thương thì khá giả sự chấn thương anh chị cũng sẽ thấy đôi khi chúng ta sẽ gặp các cái đứt gân bánh chè hay là đứt gân tứ đầu đùi, đứt gân tứ đầu hay đứt gân bánh chè hoặc là một cái tổn thương rách bán phần của gân bánh chè anh chị, nó sẽ tăng tín hiệu. Còn đây là cái tổn thương sau bệnh nhân phẫu thuật lấy phẫu thuật của tái tạo ACL bằng mảnh ghép bánh chè thì đây là một cái tổn thương tăng dinosis của bánh chè anh chị. Tương tự như vậy anh chị, đôi khi một trong những biến chứng của chị và nó hiếm anh chị, và thường người ta nói cái biến chứng đứt gân bánh chè thì thường nó hiếm và nó thường là ngay sau phẫu thuật anh chị, thường là nó ngay sau phẫu thuật, thì sau phẫu thuật chúng ta lấy thì đây là mất liên tục, đương nhiên anh chị thấy nó không còn liên tục của gân bánh chè thì đó là mảnh ghép. Một cái biến chứng khác cũng có thể sau khi chúng ta lấy mảnh ghép thì nó sẽ, nhưng mà chắc tôi nghĩ với cái này chắc nó hiếm anh chị, bởi vì đương nhiên là bác sĩ mà chỉnh hình họ chuyên gia của họ lấy cái mảnh ghép thì họ cũng để xảy ra những cái tình huống như vậy đâu anh chị. Chúng ta có thể thấy phù thủy xương, nhưng mà đây sách vở nó nói thì tôi nói nhưng những cái này thì tôi nghĩ chắc nó sẽ không có nhiều anh chị. Sau khi lấy mảnh ghép anh chị, nó có thể, cho nên đây là tùy thuộc vào tay nghề của các bác sĩ chỉnh hình khi họ lấy cái mảnh ghép thôi. Đây là tổn thương phù thủy xương anh chị. Một cái biến chứng khác lâu dài hơn thì có thể nó gây ra một cái tình trạng viêm khớp chè đùi anh chị. Anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ gặp cái khớp chè đùi và nó sẽ gây ra tình trạng do rong gây lâu dài sau lấy mảnh ghép, nó sẽ gây ra tình trạng viêm khớp chè đùi. Và hiếm gặp hơn ở vị trí gân khoeo anh chị. Thường thì người ta nói biến chứng tại vị trí lấy mảnh ghép gân khoeo thì thường nó hiếm gặp hơn anh chị. Như vậy đó là các biến chứng của tại dây chằng chéo, và thông thường chúng ta hay gặp đó là các biến chứng có thể đứt mảnh ghép, căng mảnh ghép hay mở rộng đường hầm, hay là các biến chứng embedment, nó hình thành các embedment do các sai lệch về do đường hầm hay là do hình thành do các cái gai xương hay hình thành hạch vân vân, hay là các biến chứng của chúng ta, các cái biến chứng di lệch dụng cụ, hoặc là các nó gây ra các cái biến chứng của do các cái thể lưu sơ khớp vân vân, các cái biến chứng nó gây hạn chế vận động như là thể lưu hay là sơ khớp như uống tổn thương cyclop ở vị trí các ngay khuyết giang lực cầu phía trước. Chúng ta cần lưu ý phân biệt với giải sơ sau phẫu thuật của cái ống soi. Ngoài ra các cái biến chứng của mảnh ghép tại vị trí lấy mảnh ghép, các cái tổn thương viêm tăng dinosis thoái hóa vân vân. Và đương nhiên dây chằng chéo sau thì cũng vậy thôi anh chị, nhưng mà tỷ lệ thì thường là mình ít làm hơn. Trước đây thì người ta ít gặp, trước đây thì thường người ta ít có tái tạo PCL, nhưng mà sau này thì người ta thấy cũng đem đến kết quả tốt, giảm các cái biến chứng, cho nên người ta mới tiến hành tái tạo PCL. Còn trước đây thì thường người ta ít tái tạo PCL hơn anh chị. Lựa chọn về mặt cái này thì trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán, trong cái tiêu chuẩn lựa chọn của bác sĩ lâm sàng thì chị đưa vào thưa chị. Lựa chọn mảnh ghép thì nó cũng giống như lựa chọn của ACL, cũng có thể mảnh ghép bánh chè hoặc là mảnh ghép gân khoeo anh chị. Đối với mảnh ghép của PCL thì vị trí đường hầm nó cũng tương tự như ở chỗ ở vị trí đường hầm đùi 1 giờ thì ở gối trái và 11 giờ ở gối phải trên hình corona anh chị. Và tín hiệu thì thường nó dài nhẹ sau phẫu thuật, và trong vòng 12 tháng, sau 12 tháng thì nó sẽ bình thường, nó giảm tín hiệu vẫn tương tự như vậy sau khi nó lành sẹo sau 12 tháng, nhưng mà một số sách vở thì nó vẫn nói sau trên 12 tháng đôi khi vẫn còn. Đây là một cái tín hiệu cái mảnh ghép của dây chằng chéo sau, ở đây vị trí 18 tháng nó vẫn còn tăng nhẹ tín hiệu anh chị, và đây là một cái tín hiệu nó đã hoàn toàn lành sẹo của dây chằng chéo sau anh chị, và đây là một tín hiệu hoàn toàn lành sẹo của dây chằng chéo sau. Tương tự như vậy, đây là một cái ca mà bệnh nhân nó có phẫu thuật tái tạo của dây chằng chéo sau anh chị.
Cái này thì tôi cũng nhớ rõ bệnh nhân này nó mà sau mổ bao lâu nữa. À, hình ảnh của một BCL sau phẫu thuật thì nó cũng tương tự giống như ACL thôi, tôi chỉ muốn đưa nó cũng gây ra các tổn thương sơ khớp, các cái tổn thương của dụng cụ cố định vân vân. Đây là nó cũng hiện diện mô sơ sau phẫu thuật là dấu hiệu tốt khớp vô song vực, và đây cái BCL thì nó cũng các cái tổn thương tương tự như ngay tương tự như giống như ACL, nó cũng đứt mảnh ghép, nó cũng mở rộng đường hầm mất vững anh chị, cũng hình thành hạch, cũng sai sót dụng cụ vân vân, thì các cái biến chứng của mảnh ghép thông thường cũng như vậy. À, đây như vậy nó tiêu cái mảnh ghép anh chị, đây cái tổn thương nó tiêu cái mảnh ghép của ACL. À, đây là chúng ta có cái vị trí của mảnh ghép BCL bình thường anh chị. À, mảnh ghép ACL nó có gập góc hơn, nó có thể thấy nang dịch ở phía bên trong anh chị, nang dịch phía bên trong là mảnh ghép anh chị thoái hóa. Đây đây là một ca khác lâm sàng tôi gặp bệnh nhân, nó cũng mổ tái tạo cả, đây nó giống như trong sách vở vậy, nó tái tạo của cả ACL và BCL gì. À, người ta nói tổn thương của bên trong thì đơn độc thường không có không có mổ, nếu một tổn thương rồi sau này trước đây tôi hình như bên giờ xu hướng người ta vẫn mổ, bắt đầu người ta mổ xu hướng mổ đơn độc của bên trong rồi anh chị. Trước đây tôi hình hình như cái này anh chị hỏi là kỳ lạ, là trước đây thì người ta không có, nếu đơn độc không có mổ bên trong khi mà có tổn thương phối hợp mà phẫu thuật anh chị. Nhưng mà sau này thì hình như tổn thương độc người ta, cái này anh chị hỏi kỹ lại bên bên bác sĩ lâm sàng, nếu tổn thương độc bây giờ xu hướng người ta có phẫu thuật hay không anh chị. Nó cũng tương tự như các cái tổn thương của ACL BCL thôi anh chị. Nó cũng có thể hình thành ở vị trí hình thành xương mới anh chị. Đây là tổn thương của đây là MCL anh chị. Ngoài ra bệnh nhân này nó có tái tạo của một cái dây chằng anh chị. Như vậy bài này thì cũng không có rộng lắm, cho nên tôi muốn một số anh chị như vậy chúng ta phải nắm vững hình ảnh bình thường và biến chứng có thể xảy ra anh chị, để cung cấp thông tin tối ưu cho đánh giá dây chằng. Như vậy anh chị, các cái dấu cơ bản quan trọng nhất đó là chúng ta biết đường lumen sắc anh chị, góc lumen sắc và dây chằng kéo trước anh chị, nó hướng lên góc ở đó phía trên, nếu phía dưới là nó bất thường anh chị, để biết nó có sự di lệch của là cái hướng của cái dây chằng mảnh ghép nó có bất thường anh chị. Đó là cái dấu đơn giản, và cái vị trí chúng ta đặt ở vị trí đường hầm chị 10 11 giờ bên phải và gối trái là 1 12 giờ bên trái, gối trái chị. Đó là vị trí và cái góc đó là dưới 75 độ góc với so với đường khớp, đó là vị góc. Đó là các cái dấu cơ bản, dấu bình thường, dấu hiệu bình thường của một cái đường hầm và một vị trí tái tạo dây chằng chị. Ngoài ra tín hiệu của dây chằng thì thông thường người ta cho 12 tháng, trong vòng 4 đến 8 tháng đó là cái giai đoạn mà nó tăng tưới máu, cho nên nó sẽ làm tăng áp thuốc, và nếu chúng ta bơm thuốc và sau 12 tháng thông thường tín hiệu nó tương đương tín hiệu của dây chằng, nhưng mà một số tài liệu sau này thì vẫn có thể tới 18 tháng hoặc là 24 tháng thì thường là hoàn toàn hơn. Còn sau 12 tháng đôi khi chúng ta vẫn còn thấy tín hiệu nó không đồng nhất anh chị, tín hiệu nó không đồng nhất ở vị trí của dây chằng mình ghép. Các cái biến chứng thì tôi đã đề cập đến, đặc biệt các tổn thương sơ khớp, tổn thương hình hạch hay là các tổn thương rộng đường hầm bất thường, anh chị để ý anh chị. Như vậy nói chuyện hôm nay của tôi với anh chị cũng dẫn anh chị tôi chịu anh chị một hai ca về về dây chằng mình ghép anh chị. Anh chị thấy màn hình thấy chứ hả? Alo.
Dạ thấy thầy ạ. Đây là một ca bệnh nhân nó mổ tái tạo vị trí của đây là một ca nó tái tạo vị trí của dây chằng chéo anh chị. Như vậy đây là bệnh nhân đã mổ tái tạo của dây chằng chéo sau. Anh chị thấy bởi vì ca này tôi lâu rồi tôi không không nhớ rõ là bệnh nhân này nó mổ tái tạo sau bao lâu rồi anh chị. Đây là bệnh nhân này có thoái hóa gai xương này. Đây là một cái tái tạo của dây chằng chéo sau đấy anh chị. À, và anh chị thấy tín hiệu của dây chằng chéo trước thì bình thường đấy anh chị, bình thường, và tín hiệu của dây chằng chéo sau này nó coi như hầu như là khá tốt rồi anh chị. Nó chỉ anh chị thấy nó chỉ còn không không như vậy, anh chị thấy đường hầm chúng ta cũng không có bị rộng anh chị, đường hầm này không rộng anh chị, nó không có mở rộng đường hầm, không có thấy anh chị thấy cái vị sạo ảnh thôi anh chị, chúng ta không thấy hình thành hạch. À, chúng ta không thấy đây là giải mở dưới bánh chè, thì anh chị có thể thấy anh chị chúng ta sẽ không không có thấy cái tổn thương sơ khớp anh chị, chúng ta không thấy tổn thương xi lốp, chúng ta cũng không thấy các cái tổn thương của thể lu. À, cách đây một tháng tôi có ca đẹp tôi quên quên cái tên nó không lấy được. Ở đây như vậy bởi vì ca này tôi cũng không nhớ rõ lâu ngày có lâm sàng sao bệnh nhân nó vô nó có chấn thương lại hay là một, thì cái phần dây chằng mảnh ghép này thì nó còn rõ, rất là rõ cái sự liên tục anh chị. Đường hầm không có mổ à, không có đường hầm không có rộng, không có tổn thương sơ khớp, không có các cái tổn thương thể lu. À, vì à, các cái à, dây vị trí của à, gân bánh chè chúng ta vẫn còn thấy dài bình thường anh chị, nó không có dày anh chị, không có bất thường tín hiệu. À, không có thấy tổn thương của xương à, các cái đứt gãy vỡ của xương bánh chè, lồi cuộn chày vân vân. À, chúng ta cũng không thấy dịch. Như vậy có thể cái tổn thương này có thể là nó khá lành sẹo, nó khá tốt anh chị, còn tùy thuộc vào thời gian và thử lắm, bởi vì cái này tôi cũng nhỏ cho nên tôi cũng biết là cái này nó đậm mổ có lâu rồi, có thể là giả sử nó chưa đủ 12 hay 24 tháng thì sự là, nhưng mà coi như đây là cái ca phẫu thuật tốt của dây chằng chéo sau. Tương tự như vậy đây là một cái ca khác bệnh nhân như vậy nó mổ cả dây chằng cho trước và dây chằng cho sau luôn anh chị, như vậy nó mổ cả hai hai cái dây chằng chéo luôn anh chị. Đây là chủ yếu, đây là của dây chằng cho sau anh chị, và đây là dây chằng cho trước anh chị, đường hầm còn tốt anh chị, đường hầm như vậy nó không có rộng cái đường hầm bất thường anh chị. À, chúng ta cũng không thấy dịch gì bên trong đường hầm, không thấy hạch gân bánh chè, gân tứ đạo, gân bánh chè, cực bánh chè bình thường anh chị. À, chỉ có cái phần dây chằng chéo sau này tôi thấy nó hơi bất thường đây này anh chị, thấy nó hơi cái đường cong của nó không được, nó bút lên nó hơi bằng lại anh chị. Có thể bệnh nhân không lâu quá đúng nhớ rõ mấy ca này mình chụp cục máy tôi lấy cái này cũng lâu rồi cho nên. À, có thể cái tín hiệu của phần dây chằng có thể là bệnh nhân có thể vô nó chấn thương lại, nó gây tổn thương, nó có thể một cái tổn thương không hoàn toàn hoặc là một cái sự lành sẹo của dây chằng chéo sau nó chưa được tốt anh chị, anh thấy thấy chỉ thấy nó còn phù nề còn dày cái phần phần của dây chằng chéo sau và mảnh ghép, nhưng mà chúng ta thấy rõ sự liên tục của hướng đi, chúng ta thấy rõ sự anh chị sẽ đo cái góc thì anh chị sẽ biết. À, chúng ta sẽ thấy hướng đi bình thường anh chị. Đây là như vậy, nếu ca này giả sử tôi đo đường lumen sắt đây, giả sử như như vậy đây là blue mesh sắt anh chị, giả sử như đây như vậy đây là blue mesh sắt anh chị, giả sử nếu tôi đo nếu tôi kẹt thì đây là đường blue mesh sắt đây, ví dụ đường ngay cái khuyết vòng giang lược cầu anh chị, đây hơi hơi đây, đây ví dụ đây là đường blue mesh sắt anh chị, và như vậy cái đường này là đường của đường phía sau này, ngay ngay sau này đây là đường của dây chằng chéo trước mạch ghép anh chị, như vậy nó sẽ gặp nhau ở đây anh chị. À, ví dụ đây đó, như vậy nói tóm lại là hai cái đường này nó gặp nhau ở phía trên đỉnh
Như vậy cái góc này anh chị có thể mình có sự thể sử dụng cái thước đo góc nó dưới 15 độ hoặc là hai cái này nó gặp nhau định. Như vậy đây là âm tính, như vậy đây bình thường, như vậy hướng đi anh chị đó khi anh chị đọc cái phim đó. Đây giả sử Conan thì dạy anh chị, đó anh chị có thể đo cái góc này, đây hướng của dây chằng anh chị. Đó anh chị sẽ đo cái góc anh chị là bình thường anh chị. Và đường từ như vậy đây là góc của đây là tôi thấy đây là một trong những cái quan trọng anh chị. Đường lưu mê sắc và góc của đường dây chằng cho trước, đây là góc dưới 15 độ, nó gặp chỉ đơn giản anh chị nói nó âm tính tức là nó gặp nhau phía trên anh chị, còn nếu nó dương tính tức là nó gặp nhau cái góc này nó gặp nhau phía dưới là nó dương tính anh chị. Ví dụ giả sử như cái đường đó mà chúng ta, nếu cái đường này mà cái dây chằng kéo nó bị dày thì nó sẽ gặp nhau phía dưới vậy anh chị, và đây là bất thường của góc blue mesh và ACL. Chúng ta để ý ở vị trí, các cái vị trí này chúng ta để ý vị trí của dải mở dưới bánh chè để quay thẳng. Chúng ta có thấy tổn thương cyclop hay không? Chúng ta hay gặp tổn thương cyclop ở vị trí này anh chị, ở phần khuyết giang lồi cầu phía trước, ở đây bị tổn thương cyclop hay các cái tổn thương các cái mạng fibrosis, tổn thương sơ khớp ở vị trí này. Chúng ta có thể thấy tổn thương hạch ở các cái vị trí trong đường hầm hay là vị trí phía ngoài. Chúng ta có thể thấy cái bất thường của dụng cụ cố định này, nó có thể di lệch đến gì, nó gây xào ảnh, nó gây di lệch đến chị. Chúng ta có thể thấy các cái di lệch của dụng cụ ở các vị trí này. Ngoài ra chúng ta có thể thấy các cái tổn thương của bất thường của gân bánh chè anh chị, cái chỗ chúng ta lấy anh chị, ngoài ra tổn thương của xương khớp. Đó là những cái mà chúng ta phải đọc trên một cái tổn thương, trên một cái tổn thương tái tạo dây chằng cho trước cho sau. Thông thường chúng ta tái tạo cho trước là chính anh chị. Hôm nay tôi trình bày với anh chị ngang dạy chị một tiếng anh chị. Anh chị có gì trao đổi hay không? Tình hình dịch căng thẳng quá phải không? Tôi hết tuần này mới hết cách ly lận. Tôi phiên đi chích ngừa đi chích cũng được luôn, hai ba chỗ đi chích cũng được luôn, bo tay. Anh chị có gì trao đổi không? Alo? Dạ không thề. Rồi vậy nghỉ ha. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn thầy. Có gì tôi gửi bài qua anh chị qua mail. Cảm ơn thầy. Tạm biệt, cuối tuần vui vẻ. Cách ly là được à?